Chào mừng quý vị và các bạn đến với nhà nguyện Sistine trong điện Tông Tòa ở Thánh Quốc Vatican. Vâng, và chúng ta vẫn đang trong nhà nguyện Sistine. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi hai đoạn video ạ. Thì phải nói thật với quý vị, video đầu tiên đúng là nhà nguyện Sistine thuộc Thánh Quốc Vatican thật. Còn ở video thứ hai, nếu như biên cương không giải thích, có thể quý vị cũng nghĩ rằng đó là nhà nguyện Sistine. Nhưng thực tế đó không phải là nhà nguyện Sistine ạ. Mà đó là trong nhà thờ giáo xứ Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn thuộc giáo phận Thanh Hóa. Thực sự là biên cương đã nghe về công trình này từ rất là lâu rồi. Đó là nhà thờ đá giáo xứ Sầm Sơn, một nơi có cảm giác như là một tu viện, một nhà nguyện Sistine thật. Và thực sự tất cả những điều đó khiến cho biên cương rất là mong ước được trở về đây để quay video giới thiệu cùng quý vị về ngôi thánh đường rất là đặc biệt này. Thực sự khi mà biên cương đặt chân vào bên trong ngôi thánh đường, biên cương đã có thể nói như nào nhỉ? Đứng hình trong khoảng 6 giây. Thực sự mình đến với các ngôi thánh đường thì bao giờ cũng có tâm tình rất là tuyệt vời rồi. Nhưng đến trong ngôi thánh đường này thì thực sự là đứng hình thực. Bởi vì một cái cảm giác rất là tuyệt vời khi mà nhìn xung quanh ngôi thánh đường. Chắc chắn tất cả những ai lần đầu tiên đến với nhà thờ đá giáo xứ Sầm Sơn cũng đều trải qua một cảm giác như vậy. Bởi vì cảm giác như là vào trong ngôi thánh đường này, đứng đâu, nhìn ngang, nhìn dọc, thậm chí nhìn lên cao cũng đều có thể cầu nguyện được. Cho nên một cảm giác rất là đặc biệt. Và tất cả những điều đặc biệt đó đều đến với quý vị trong video ngày hôm nay. Nhưng như thường lệ thì mình bao giờ cũng tức cảnh sinh tình. Đến một khung cảnh như thế này, nhìn một ngôi thánh đường giống như nhà nguyện Sistine như này mà không có vài câu thơ thì xem ra thiếu lắm. Cho nên là mọi người thì theo dõi video, nhìn ngắm xung quanh và nghe một vài câu thơ như sau xem có ổn không ạ. Sầm Sơn cứ ngỡ Roma, trần gian cứ ngỡ cùng cha trên trời. Sầm Sơn màu đá sáng ngời, trần cao bích họa một trời hồng ân. Sầm Sơn Chúa mến giáo dân, có cha Ngọc Tứ dấn thân loan truyền. Một nơi mà cảm giác như là nếu không thể đến được với Vatican thì đến đây cũng như sống trong không gian của Vatican vậy. Một nơi được Chúa ban cho rất nhiều hồng ân, và một nơi mà biên cương muốn giới thiệu cùng quý vị. Tên của Ngài trong câu thơ cuối đấy ạ, có cha Ngọc Tứ dấn thân loan truyền. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng biên cương gặp gỡ với linh mục Mikae Trịnh Ngọc Tứ, cha tổng đại diện của giáo phận Thanh Hóa, cha xứ của giáo xứ Sầm Sơn, và là người có công tuyệt vời với đúng tinh thần của biên cương nói dấn thân loan truyền. Đó là làm sao tạo nên một ngôi thánh đường để tôn vinh, để chúc tụng Thiên Chúa, nhưng cũng tạo ra một cái màu sắc thật riêng, có thể nói là có 102 của giáo xứ Sầm Sơn. Chúng con cảm ơn cha Trịnh Ngọc Tứ đã cho chúng con được đến đây và được gặp gỡ cha, chiêm ngắm ngôi thánh đường này ạ. Cha ơi, con biết là cha rất là thao thức để xây dựng ngôi thánh đường này. Vậy thì đâu là cái cảm hứng để cha quyết tâm cùng với giáo xứ mình giờ đây mang đến cho giáo hội Việt Nam nói chung và giáo phận Thanh Hóa nói riêng một ngôi thánh đường mà con nghĩ rằng không hề quá khi nói rằng đó là một nhà nguyện Sistine của giáo hội Việt Nam. Xin chào anh MC Tạ Bình Cương, xin chào tất cả quý bà anh chị em. Tôi về đây từ năm 2016 và
cũng có một cái thao thức để xây dựng lại Ngô Thánh Đường, bởi vì Ngô Thánh Đường cũ đã hỏng rất là nhiều, hư hỏng nhiều, cho nên là cần xây lại một Ngô Thánh Đường khác. Và lúc đầu tiên thì cũng cùng với giáo dân là xây một Ngô Thánh Đường bình thường thôi. Dạ. Sau đó thì nhiều ý kiến cho rằng là miền biển thì mình xây một Ngô Thánh Đường bằng đá hết để cho khí hậu biển nó không có bị hư hỏng. Vâng. Đấy. Nhất là vấn đề ví dụ sơn ạ. Bây giờ mình xây nhà thờ đá này không còn phải sơn. Đúng rồi. Cứ để như vậy và càng lâu càng đẹp, càng lâu càng cổ kính. Vâng. Đấy. Và cái động lực mà để xây được Ngô Thánh Đường này là phải nói rằng là thành phố Sầm Sơn là một thành phố du lịch. Dạ. Và sẽ có rất nhiều du khách đến đây trong nước, nước ngoài. Và vì vậy mà mình phải làm sao để cho giáo phận Thanh Hóa có một cái Ngô Thánh Đường, có một cái dấu ấn để cho khách du lịch khi đến đây, người ta đến, người ta muốn đến mãi, chứ không đến một lần người ta bỏ đi luôn, không muốn đến nữa. Quá tuyệt vời ạ. Thế nhưng chắc là cũng không chỉ đơn giản từ mục đích như vậy mà nó phải là một cái cảm hứng gì đấy, vì con biết là hình như cha cũng có khoảng 3 năm du học ở Roma phải không ạ? Đúng rồi. Mình đi du học ở Roma từ năm 2000 đến 2003, sau đó về Việt Nam. Và khi đi du học như vậy thì không có nghĩ đến chuyện xây dựng. Không có nghĩ đến cái chuyện này bao giờ. Bởi vì cha là cử nhân thần học luân lý mà đúng không? Đúng chứ rồi. Có liên quan gì đến xây dựng đâu. Không, không, không liên quan đến xây dựng. Cứ về dạy học chủng viện thôi. Vâng. Chứ không có nghĩ đến chuyện xây dựng. Nhưng 2005 thì từ giờ giám mục đi sứ đấy. Thì ra ngoài sứ thì xây dựng một cái nhà thờ. Xong đó thì 2006 về chỗ Đền Thánh Lê Bảo Tịnh, trung tâm các thánh địa ở Việt Nam, ở Thanh Hóa. Vâng. Sân được xây đó xong, 2016 về đây. Rồi cứ đi như thế mà nơi nào mà chưa có nhà thờ thì mình lại xây. Dạ. Và cứ như thế rồi lấy cảm hứng từ bên Roma, rồi mình cũng đi thăm nhiều đền thánh. Dạ, cái nhà thờ này thì lấy cảm hứng từ mấy đền thánh luôn Roma. Dạ, vâng. Nổi tiếng như đền thánh Phêrô, rồi đền thánh Phaolô ngoại thành. Dạ, vâng. Nhà thờ đền thánh Laterano, rồi Đức Bà Cả, vân vân. Vâng. Lấy mỗi một cái đền thánh một chút cảm hứng rồi mình tự làm vậy thôi. Và không thể thiếu là nhà nguyện Sistine. Đúng rồi, nhà nguyện Sistine là đặc biệt, là có một cái anh họa sĩ lương dân. Vâng. Anh là cái người mà sáng kiến, chứ mình cũng không có biết. À. Anh ấy nói là cho anh thử sức. Vâng. Thì mình cho thử sức thôi. Thế thì con nghĩ như này cha, đó là gì? Đó là anh chàng họa sĩ đặc biệt đấy thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau ở phần sau. Dạ. Để cho quý vị khán giả xem toàn bộ đã. Dạ. Để cảm nhận được vẻ đẹp của những bức bích họa tại đây đã. Sau đó thì bắt đầu mới đi tìm hiểu xem tác giả là ai. Thì lúc ấy con nghĩ sẽ hay hơn rất là nhiều. Có một điều phải chia sẻ với quý vị đó là cha Ngọc Tứ của chúng ta thì khi ngài được bề trên cử về đây để coi sóc thì con được biết là lúc ấy ngài là nặng 65 kg. Thế nhưng mà sau khi đến thời điểm này hình như là ngài chỉ còn lại có 58 kg. Không biết có phải là bị như cha nói vui là bị đá đè hay không, hay là do quá nhiều những thao thức. Nhưng mình giảm ký một chút, nhưng bề thế của giáo xứ mình tăng lên, và đặc biệt là mình có được cái sự đóng góp cho sự phát triển của giáo phận thì con nghĩ rằng ngài cũng rất là hài lòng đúng không? Và giờ đây thì con phải giải thích thêm một chút ạ. Đấy là khi mà con và cha đứng đây thì có thể nhiều quý vị khán giả sẽ thấy là tại sao lại đứng quay về bàn thờ như này. Thì phải giải thích là để phục vụ cho video này thì cha xứ Mikae Trịnh Ngọc Tứ ngài đã kiệu mình Thánh Chúa đến một nơi khác. Cho nên là cái không gian hôm nay thì cũng có thể nói là được cởi mở hơn một chút. Đấy là phải giải thích với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì con thực sự là mọi video thì con hay tự đi và giới thiệu các cái ý nghĩa của những bức tranh, bức tượng, mọi thứ. Nhưng bởi vì đây là một ngôi thánh đường, con nghĩ là không dễ để giải thích được, mà cha lại là cử nhân thần học luân lý, cho nên là con xin phép mời cha sẽ cùng với con để giới thiệu từng ý nghĩa, từng vẻ đẹp của ngôi thánh đường được không ạ? Thì Biên Cương đang ở trên cung thánh của ngôi thánh đường, và có lẽ điều mà Biên Cương muốn giới thiệu đầu tiên đó là hai logo xuất hiện ở đây ạ. Một là logo của giáo phận Thanh Hóa với hình ảnh một con thuyền ở giữa, con thuyền ra khơi truyền giao lời Chúa,
với một năm rất đặc biệt, đó là một năm 1627. Thì cụ thể là vào ngày 19 tháng 3 năm 1627 thì thuyền của cha Alexandros, mà chúng ta quen gọi là cha Đắc Lộ đấy ạ, đã đến Cửa Bạc ở Ba Làng và bắt đầu hành trình truyền giao lời Chúa tại đây. Như vậy là sắp kỷ niệm một cái dịp rất là lớn vào năm 2027 rồi. Còn ở trên mọi người thấy là giáo phận Thanh Hóa 1932, thì tức là giáo phận Thanh Hóa được thành lập năm 1932, nếu không nhầm là được tách ra từ giáo phận Phát Diệm, và cũng sắp tròn 100 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa rồi. Còn bên này là huy hiệu của Đức cha giáo phận Thanh Hóa, Đức cha Giuse, với câu khẩu hiệu đó là Duc in Antum, tạm dịch đó là hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Những câu khẩu hiệu rất là phù hợp với một giáo phận ở miền biển như là giáo phận Thanh Hóa, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, đó là Thánh đường giáo xứ Sầm Sơn. Mọi người thấy không? Đây là bàn thờ, và bàn thờ này rất là đẹp với một khối đá lớn. Trước là có hình ảnh của bữa tiệc ly. Có lẽ đây là một trong những bàn thờ nhỏ thôi, nhưng Biên Cương thấy thực sự rất là đẹp. Và bàn thờ chính thì chúng ta không khó để nhận ra, thứ nhất là tất cả đều làm bằng đá, thứ hai là hình ảnh trung tâm là lòng Chúa thương xót, phía trên là hình ảnh Chúa Giêsu với câu tiếng Anh Jesus I trust in you, và đặc biệt là Biên Cương đứng đây đến lúc này vẫn chưa hiểu là tại sao lại có một cây thánh giá treo đặc biệt đến thế. Có lẽ là cây thánh giá treo mà Biên Cương chưa thấy ở bất kỳ ngôi thánh đường nào khác. Tất nhiên là có một chút nghệ thuật ở đây, nhưng thánh giá treo cảm giác như là không có một gì tác động vào, lơ lửng ở giữa như vậy, tạo ra một màu nhiệm rất là lớn, một ý tưởng rất là hay. Còn bây giờ là phần mà con phải nhờ đến cha Mikael Trịnh Ngọc Tứ để ngài giải thích ạ. Chúng ta sẽ đến với bức bích họa đầu tiên, và có lẽ là bích họa được ngắm nhiều nhất ạ, bởi vì là ở trung tâm của nhà thờ mà. Thì con xin ngài giải thích một chút để cho quý vị khán giả được hiểu ạ. Bích họa trung tâm là bích họa Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và hai bên là Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Gioan Tiền Hô, và xung quanh nữa là các thánh tổ phụ, các thánh tông đồ. Chính vì cái ý nghĩa mà cha vừa nói, tức là nó là cái khung cảnh của nước trời, đúng không? Cho nên là trong đấy con có đọc một câu thơ đấy là trần gian cứ ngỡ cùng cha trên trời đấy ạ. Tức là mình tạo ra một cái không khí, không gian mà cảm giác như là ở trong nước trời vậy. Vâng, bích họa đầu tiên cha đã nói về ý nghĩa rồi, nhưng mà về góc độ nghệ thuật thì Biên Cương cho rằng đây là một bức họa rất là có hồn ạ. Một bức họa rất là có hồn với hình ảnh của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả, cũng như là các thánh tông đồ và các thiên thần nữa, tạo nên một hình ảnh rất là tuyệt vời của nước trời mà chúng ta có thể qua những cách hình dung khác nhau. Thì qua bức bích họa này chúng ta đã có một sự hình dung đầy đủ nhất ạ. Và rộng sang hai bên của ngôi thánh đường, xin cha giải thích giúp con ạ. Bích họa đây là bích họa dâng Chúa trong đền thánh. Vâng. Ông già Simeon đang bồng Chúa Giêsu đấy, và đối diện bên đây là bà nữ ngôn sứ Anna. Lễ này được mừng vào mùng 2 tháng 2 hàng năm. Vâng. Lễ dâng Chúa và đền thánh. Hai bức họa hai bên. Dạ vâng. Vâng, quả là những bích họa rất là tuyệt vời. Nhưng trong một ngôi thánh đường như thế này thì điều ấn tượng cũng không thể không nhắc tới, đó là dấu ấn của đá. Bàn thờ thì Biên Cương cũng đã giới thiệu rồi, và đó được tạo nên từ một đá nguyên khối, hình như cũng từ Đà Nẵng. Và không thể thiếu hai bên, cha ơi, con thấy hình ảnh của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô rất là đẹp phải không ạ? Đúng rồi. Ví dụ như đây là tượng thánh Phêrô là cao bao nhiêu vậy cha? 2m2. 2m2 ạ. Còn đây cũng vậy, 2m2. Vâng. Và lấy mẫu từ hai bức tượng trước đền thờ thánh Phêrô. À, tại Vatican. Tại Vatican. Dạ vâng. Thần thái rất là đẹp ạ. Đây là ở đâu làm vậy ạ? Nghệ nhân Đà Nẵng làm. À, dạ vâng. Nghệ nhân Đà Nẵng làm. Rất là đẹp thưa quý vị. Và không thể thiếu, con nghĩ rằng một trong những điểm nhấn của ngôi thánh đường nhà mình đó là những cột ở đây ạ. Và cha giới thiệu một chút cho con rồi. Về các cột, ví dụ ở trên bàn thờ chính này như là có 8 cột ạ. 8 trụ đá đường kính 800. Vâng. Mặt tiền có 6 trụ đường kính 800. Vâng. Và xung quanh lòng nhà thờ thì là có 20 trụ đường kính 600. Dạ. Nhà thờ này nổi nhất là các trụ đá lấy cảm hứng từ đền thánh Phaolô ngoại thành. Vâng. Cái kích thước cũng như là cái thiết kế của trụ đá này nó như là theo phong cách của Hy Lạp đúng không? Đúng rồi, Hy Lạp cổ. Vâng. Đó, thì nó tạo ra cái hình ảnh rất là cổ kính. Đúng rồi. Thường là phía dưới bao giờ cũng thu lại một chút, đúng xong rồi. Ở giữa phình ra một chút, và trên lại thu lại. Đúng đó. Rồi. Đó là điều gọi là thước cột Hy Lạp cổ. Vâng, thước cột Hy Lạp, và chúng ta thấy rất là nổi tiếng ở đền cổ Hy Lạp đấy, đúng không? Đúng rồi. Vâng.
Và hôm nay ở đây thì Vi Cương cho rằng đó cũng là một điểm nhấn rất là lớn của nhà thờ giáo xứ Sầm Sơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến lên một chút để tiếp tục với câu chuyện về những bức bích họa ở trên được không cha? Có lẽ là chúng ta sẽ phát triển từ hai bên của nhà thờ trước ạ. Sau đó là để cho quý vị khán giả có thể dễ hình dung ạ. Cha ơi, trên trần này ở phía bên trái của gian cung thánh là gì đấy ạ? Bích họa Chúa Thánh Thần hiện xuống phải không ạ? Không, bích họa Tổng lãnh Thiên Thần Micael. Đấy, toàn có Tổng lãnh Thiên Thần Micael và Chúa Thánh Thần ở giữa. Vâng. Như vậy là bích họa của Tổng lãnh Thiên Thần Micael với những hình ảnh rất là sống động. Và phía bên này ạ? Phía bên này là bích họa Đức Mẹ Hoàng Sa lên trời. Vâng, cũng có Chúa Thánh Thần ở giữa. Cũng Chúa Thánh Thần ở giữa. Vâng, rất là chiều sâu ạ. Còn hai bên có vẻ như là các thánh sử phải không ạ? Đúng rồi, các thánh sử. Vâng, chúng ta thấy hình ảnh của các thánh sử. Đó là các thánh Luca, Gioan, Matthew và Marco. Và Marco. Và đều gắn liền với những ảnh của các ngài đúng không? Đó. Như là sư tử, thiên thần, đó. Đại bàng. Đại bàng và con bò đúng không? Bò đúng rồi. Dạ. Thưa quý vị, đó chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một chút với cha Mike, Trịnh Ngọc Tứ về gian cung thánh rồi. Còn bây giờ có lẽ chính là nơi mà sẽ dành nhiều thời lượng nhất của video ngày hôm nay để chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Đó là những bức bích họa ở trên trần của nhà thờ, giống hệt với tại nhà nguyện Sistine. Phải giới thiệu lại với quý vị một chút, đó là nhà nguyện Sistine thì nổi tiếng nhất có lẽ là vì đây là nơi diễn ra mật nghị hồng y để bầu các đức giáo hoàng ạ. Đó là một trong những nơi khiến cho cái tên Sistine rất là nổi tiếng. Còn bây giờ thì con mời cha sẽ giới thiệu giúp con về những hình ảnh ở trên trần của nhà thờ của mình, một sự mô phỏng tuyệt vời từ nhà nguyện Sistine ạ. Thì cái trần này nhà nguyện Sistine chia làm 9 phần, 9 ô. Chúng ta thấy cái ô đầu tiên là Thiên Chúa phân chia ánh sáng và bóng tối đây. Dạ, ô thứ nhất. Ô thứ hai, Thiên Chúa tạo dựng mặt trăng và tinh tú. Vâng. Ô thứ ba, Thiên Chúa phân chia ánh sáng và bóng tối. Dạ. Ô thứ tư đó là Thiên Chúa tạo dựng Adam. Vâng. Và ô thứ năm, Thiên Chúa tạo dựng Eva. Vâng. Ô thứ sáu là Adam Eva phạm tội. Đó. Thiên thần đang đuổi hang mà ra khỏi vườn địa đàng. Vâng. Đấy. Tiếp theo là gia đình Noe dâng lễ hy sinh lên Thiên Chúa. Và ô tiếp theo, ô thứ tám là lụt hồng thủy. Vâng. Và ô thứ chín cuối cùng là ông Noe say rượu. Đấy. Vâng. Khi ông say rượu thì ông để trần chuồng và những đứa con kính trọng đi lui đi lui vào lấy quần áo che lại cho cha. Vâng. Chứ không có đi thẳng mà nhìn. Đó là cái bức cuối cùng, bức thứ 9. Vâng. Hai đầu thì có hai vị tiên tri lớn. Đấy, Zacharia, đầu đây là Jonah. Jonah, tiên tri Jonah. Vâng. Xung quanh thì có các tiên tri trong Cựu Ước và các tiên tri ngoại giáo. Vâng. Cứ một tiên tri trong Cựu Ước thì là một tiên tri ngoại giáo, chẳng hạn tiên tri Jeremiah, rồi đến một ngôn sứ ngoại giáo Persian. Vâng. Simple, rồi đến tiên tri Ezekiel, rồi tiếp đến một tiên tri ngôn sứ ngoại giáo và đến ngôn sứ Joel, rồi sang bên đây, đối diện bên đây thì là ngôn sứ Delphica, tức là ngoại giáo, và tiếp đến là Isaiah. Rồi đến Simae, ngoại giáo, rồi đến Daniel, và cuối cùng là ngôn sứ ngoại giáo. Và bốn góc của trần nhà nguyện này á, là có bốn cái sự tích trong Kinh Thánh. Là bên này là ông quan Haman này, khi mà âm mưu giết người Do Thái đó, trong sách Esther đó. Vâng. Thì ông bị vua treo cổ, đó, đang treo cổ đấy. Bên này là con rắn đồng trong sa mạc, tức là khi mà dân Do Thái phản bội Chúa. Vâng. Với Mô-xê thì Thiên Chúa cho rắn đồng ra cắn và nhiều người chết, và cuối cùng là Chúa bảo ông phải đúc con rắn đồng treo lên đấy. Và góc bên này là tích trong sách Judita, nữ ngôn sứ Judita, thì chém đầu, cái đầu trên cái đĩa là của tướng Holofernes. Ông nó chạy vào cái trại của bà này thì là bị chặt đầu đấy.
đó, cái đầu của ông tướng Holofernes á, dạ, đang đặt trên cái mâm á, đó. Bên này, đối diện bên này, góc bên này là David. David đang giết Goliath. À, đấy, à. Ông nó cầm cái viên đá sỏi, ông nó ném trúng cái trán của Goliath và vâng, Goliath gục xuống và ông chạy lại lấy gươm ông chặt đầu Goliath luôn. Thưa cha, là đó là một câu chuyện rất là nổi tiếng của Kinh Thánh mình trong Cựu Ước. Nhưng mà chúng con thì cũng phải chia sẻ với cha là trong bóng đá nhiều khi chúng con cũng hay lấy cái hình ảnh này để ví dụ về những cái đội bóng nhỏ đấy ạ, mà chiến thắng được những đội bóng lớn thì vẫn hay gọi là câu chuyện mà David cuột ngã gã khổng lồ Goliath. Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn cha, tiếp tục ạ. À, thì trên trần nhà nguyện nó tóm tắt là như thế. Vâng. Và ở dưới cái bích họa ở dưới trần á, bức họa cuối cùng đó là bức họa ngày phán xét của họa sĩ Michelangelo vẽ trong nhà nguyện Sistine. Vâng. Ở sở dĩ trong nhà nguyện Sistine mà mình thấy cái bức họa này nó nằm trên bàn thờ, đầu tiên thì cha cũng thắc mắc tại sao mà họ lại vẽ trên bàn thờ, chân sộm đúng luôn trên bàn thờ, rất là bất kính. Nhưng mà sau khi đọc lịch sử nghiên cứu ra thì thế này, thì vẽ xong hết rồi thì còn một ô đó ở trên bàn thờ thì không biết vẽ cái gì, thì Đức Giáo Hoàng bảo cho ông vẽ thì ông vẽ bức này lên trên đó. Đấy. Nhưng ở đây thì cha chuyển xuống cuối nhà thờ là bức ngày phán xét. Trên tung thánh đằng sau bàn thờ là bức thiên đàng đấy. Nó gắn liền với Chúa Ba Ngôi là bức thiên đàng. Đàng ở trên và nhìn xuống dưới đó là luyện ngục hỏa ngục. Ngày phán xét ở đây. Cha ơi, con không hiểu sao mà đúng lúc cha nói về bức họa ngày phán xét thì chuông nhà thờ vang lên. Chắc là nhắc nhở chúng ta là ai cũng sẽ phải đối diện với ngày phán xét cho nhỉ. Dạ vâng. Quá tuyệt vời ạ. Con phải chia sẻ lại một chút để quý vị hiểu một chút về cái lịch sử có những cái bức bích họa trên trần của nhà nguyện Sistine. Đó là vào thời điểm đấy khi xây dựng nhà nguyện Sistine thì Đức Giáo Hoàng có cứ tạm gọi dùng từ là đặt hàng đi ạ, danh họa Michelangelo là vẽ 12 tông đồ thôi. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà ông Michelangelo thì muốn làm nhiều hơn thế. Với những hình ảnh mà cha Mikael Trịnh Ngọc Tứ vừa cho chúng ta xem và ngài giải thích chúng ta thì giống hệt ở bên nhà nguyện Sistine ạ. Cho nên là mọi người nếu như chưa có điều kiện để sang tham quan nhà nguyện Sistine ở thành quốc Vatican mà đến với nhà thờ giáo xứ Sầm Sơn thì chiêm ngắm bức trần này, vững bức bích họa này và nghệ thuật thánh này thì mọi người sẽ cảm giác như không khác gì ở nhà nguyện Sistine ạ. Thần thái, ý nghĩa thì tất cả đều được thể hiện rất là rõ. Con mời cha tiếp tục với một hành trình con biết là, nghĩ rằng sẽ còn kéo rất là dài và chúng con cũng không bao giờ muốn dừng lại khi mà có quá nhiều tuyệt vời, nhiều điều tuyệt vời từ những bức họa nơi đây ạ. Trong nhà thờ này thì anh Biên Cương có biết đường Thánh Giá nằm đâu? 18 đàng Thánh Giá, 14 đàng Thánh Giá. Vâng, 14 đàng Thánh Giá, cha đợi con một chút ạ. À, con thấy đi rồi, như vậy là 14 đàng Thánh Giá cũng được tạo lên từ những bức họa đúng không? Đúng rồi. Vâng, và mọi người quan sát lên phía trên ạ, con thấy rồi ạ, ở phía trên cao, mình cứ tạm gọi là tầng thứ 2 đúng không? Đúng rồi. Ở tầng thứ 2. Có 18 ô thì bây giờ vẽ cái gì? À, của người ta có 14 đường Thánh Giá đúng không? À đấy, đó là điều con cũng thấy lạ, tại sao lại là 18 ạ? Đấy, thế thì mình cứ dựa theo Kinh Thánh thì cái ô đầu tiên là Chúa vào vườn Gethsemane đúng không? Đúng rồi ạ. Chúa đang hấp hối đúng không? Vâng. Thiên thần đấy. Dạ. Ô thứ hai là Chúa Giêsu được đưa đến trước tòa án của Phi-la-tô. Vâng. Cai-pha. Vâng. Thượng tế Cai-pha đúng không? Sau đó thì mới giải đến Phi-la-tô. Vâng. Từ đó trở đi là nơi thứ nhất. Đấy. Cho đến chặng thứ 14 là giáng xác Chúa. Vâng. Thế thì còn hai chặng nữa. Vâng. Thì mình suy nghĩ mãi thì mình cho Chúa sống lại. Và vâng, cuối cùng là lên trời. Vâng. Là amen luôn. Dạ. Đấy. Vâng, như vậy là tại nhà thờ giáo xứ Sầm Sơn là nơi duy nhất. Đúng rồi, không phải có 14 đàng Thánh Giá đúng không? Đúng, hoặc là chặng Thánh Giá mà là 18. Thú thật với cha là khi con nghiên cứu qua tài liệu mà cha gửi đấy, con thấy ghi 18 đàng Thánh Giá, chặng Thánh Giá, con bảo ôi, chắc là bị ghi nhầm. Bây giờ gặp cha thì con mới hiểu. Như vậy là mình bổ sung thêm hai sự kiện. Là một là Chúa hấp hối ở trong vườn Gethsemane, được đưa đến tòa án Cai-pha đúng không? Và kết hợp với cái chặng đúng nghĩa đầu tiên là kết hợp thành một chặng, một đàng Thánh Giá. Đúng rồi. Và bên này là bên cạnh là Chúa được táng xác ở trong Chúa sống lại đó, thì mình sẽ bổ sung thêm là Chúa sống lại và Chúa lên trời. Vâng, như vậy là đây là nơi duy nhất mà chúng ta
sống một cách gọi là chi tiết hơn về hành trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô ạ. Ở dưới chẳng được đánh giá thì giữa hai cây cột chúng ta thấy là có các cái thiên thần đang nâng huy hiệu của các Đức Giáo Hoàng. À vâng. Như vậy là có 18 huy hiệu của các Đức Giáo Hoàng. Đúng rồi, và huy hiệu cuối cùng là của Đức Gioan Paul II, tức là Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul II. Cái ô 18 là huy hiệu của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul II đấy. Vâng. Đấy. Vâng, và khi mà cha Mikael, chị Ngọc Tứ nhắc đến Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul đệ nhị thì con cũng đã thấy rằng ở đây có vẻ như cha cũng muốn hướng các tín hữu nơi đây dành một sự yêu mến đặc biệt cho Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul II phải không ạ? Bởi vì ở hai bên của ngôi thánh đường là những hình ảnh liên quan đến ngài. Vậy con xin phép mời cha có thể giới thiệu một chút về những đây. Bức họa về cuộc đời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul II được không ạ? Cái này nó rất là tình cờ, nói theo ngôn ngữ người đời. Vâng ạ. Nhưng mà nó nói theo ngôn ngữ của nhà đạo mình á là ý Chúa. Dạ. Thế thì một hôm thì cái anh họa sĩ anh vào phòng của cha đấy, anh thấy cha treo cái bức hình mà cha chụp với lại Đức Giáo Hoàng Gioan Paul II ở trong phòng khách của ngài. Vâng. Tại vì năm 2001 thì cha đi du học bên đấy thì Đức cha cố Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được dẫn vào để đi triều yết Đức Giáo Hoàng. Vâng. Thì treo ở như cái ngay cửa đi vào. Thì cái anh họa sĩ nói là thì tại vì trước đó mình không biết vẽ cái gì các cái ô này. À vâng. 18 ô này với 3 ô là 21 đô thì mình không biết vẽ cái gì. Vâng. Thì mình đang phân vân. Thì hỏi họa sĩ vẽ cái gì được. Dạ. Thế thì anh nhìn thấy cái ảnh Đức Giáo Hoàng mình chụp đó anh vẫn thì cha vẽ Thánh Giáo Hoàng lên đó. Đấy, được chưa? Đúng là Chúa Thánh Thần soi sáng. Đúng rồi, thế vâng. Là mình mới vẽ ngài từ khi birthday, từ khi sinh ra đây. Vâng. Đó. Vâng, chúng ta thấy đây ạ, đó là hình ảnh có tất cả chữ Happy Birthday, rồi, ngày sinh của cậu bé có tên là Karol Wojtyla, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920. Đó, tuyệt vời ạ. Đấy, rồi đến trùng sinh, rồi đến giám mục Hồng Y, Giáo Hoàng. Vâng. Đấy. À, như vậy là chúng ta đang thấy ở phía bên này là những cột mốc trong cuộc đời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul II. Và trong đó thì chúng ta thấy những cái cột mốc rất là đặc biệt của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul II. Và chúng ta thấy đó là rất là nhiều những bông hoa hồng. Con nghĩ rằng chắc là cha cũng muốn gửi một thông điệp về lòng yêu mến Đức Mẹ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul II. Một người có một sự tôn kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Fatima, đúng không ạ? Còn ba ô đây. Vâng, và cha ơi, như vậy bức ảnh này là chính là bức ảnh mà tạo cảm hứng cho anh họa sĩ nghĩ ra cái việc là vẽ những bức ảnh về các chặng của Đức Thánh Giáo Hoàng. Đúng rồi, đúng rồi. À, vâng. Trong phòng khách của cha đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Nhờ anh sáng kiến anh nói thì mới biết, chứ mình cũng không biết. Thưa quý vị, ở ô trung tâm phía cuối nhà thờ là hình ảnh có lẽ là ngày nên thánh của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul đệ nhị, đúng không cha? Ngày được phong hiển thánh đó. Vâng ạ. Hình ảnh rất là đẹp với hình ảnh các thiên thần ở hai bên ạ. Và vẫn là những hình ảnh thể hiện tình yêu của ngài đối với Đức Mẹ Maria. Con nhớ không lầm là chính từ cái sự kiện mà Đức Thánh Giáo Hoàng bị một người tên là Ali Aka của Thổ Nhĩ Kỳ bắn, mà khi ngài qua khỏi, tức là một cái việc qua khỏi không ai tin nổi, bởi vì anh chàng này là một sát thủ mà bắn ở cái phạm vi gần như vậy mà Đức Giáo Hoàng không mất thì thực sự là rất là khó tin. Và chính sau cái biến cố đó mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul II đã tin tưởng rằng chính Đức Mẹ Maria đã cứu ngài khỏi cú bắn đó. Và đây ạ, cái câu chuyện mà con đang muốn kể cùng cha thì cũng thể hiện luôn ở những hình ảnh đây ạ. Đây có phải là hình ảnh mà cha muốn thể hiện rằng Đức Thánh Giáo Hoàng như là được Đức Mẹ cứu phải không ạ? Đức Mẹ ôm Đức Giáo Hoàng. Đấy, tức là những hình ảnh sau này thể hiện rằng như là có một ai đã đẩy Đức Giáo Hoàng ra, đúng không? Để không phải nhận lĩnh chọn cái viên đạn của Ali Aka đó. Và đây ạ, cha ơi, con thấy rất là thích hình ảnh này, hình ảnh mà Đức Thánh Giáo Hoàng yêu thương các trẻ em, và đặc biệt đây là hình ảnh ngài vào thăm Ali Aka trong tù, phải không ạ? Đúng rồi. Vâng. Đó. Sau khi ngài bị bắn vào tháng 5 năm 1981 thì chính ngài đã vào thăm Ali Aka ở trong tù, và điều đó đã cảm hóa Ali Aka. Sau này con có nghe các đấng kể lại là các đấng cũng đã gặp Ali Aka trong những lần mà ngày giỗ hay sinh nhật gì đấy, hoặc những sự kiện đặc biệt của Đức Thánh Giáo Hoàng là Ali Aka đều mang hoa đến chiếc mộ của ngài. Rất là xúc động ạ. Vâng, và đây là những hình ảnh với yêu thương trẻ em, đúng không? Châu Phi. Vâng.
và đặc với biệt, mẹ Teresa thành Calcutta. Dạ. Chia sẻ em. Quá tuyệt vời ạ. Con nghĩ rằng không dám nói về những đời trước, nhưng cha đã có vinh dự được gặp Đức Thánh Giáo Hoàng, hay con được nghe những tin tức của ngài, thì thực sự đó là một nhân vật của thời đại, đúng không? Và con nghĩ là hoàn toàn xứng đáng và đầy ý nghĩa khi mà ở hai bên hành lang của nhà thờ chúng ta có những bức tranh, bức bích họa về cuộc đời Đức Thánh Giáo Hoàng, rất là tuyệt vời ạ. Và cái điều đặc biệt là ngài rửa chân, và khuôn chân. À vâng, đây là một bức họa đấy, thể hiện sự khiêm nhu và học tập Chúa Giêsu của Đức Thánh Giáo Hoàng ạ. Và đây ạ, con thấy một bức bích họa mà hình như là Đức Thánh Giáo Hoàng gặp đấng đáng kính của chúng ta, đúng không? Đúng rồi. Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Nguyễn Văn Thuận. Vâng. Nói về Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận thì một điều rất là đặc biệt khi mà Đức Thánh Giáo Hoàng, con nhớ không lầm là bước vào thiên niên kỷ thứ 3 trong cái buổi mà giáo huấn với giáo triều Roma, thì con có nghe Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận kể lại là ngài giật mình khi được Đức Thánh Giáo Hoàng cử là sẽ có một cái bài gọi là tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Đó là một điều thực sự tuyệt vời, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ chơi, khi mà chúng ta đang cùng nhau trải qua những cái bức họa về những cột mốc, những dấu ấn rất là lớn của Đức Thánh Giáo Hoàng, thì cha có thể kể lại một chút về cái cơ hội và cái cảm xúc khi được gặp ngài trực tiếp khi cha sang bên Roma học được không ạ? Thì khi học bên Roma năm 2001 đó, thì các giám mục Việt Nam sang đi Ad Milina, thì có được vào để yết kiến ngài trong phòng khách, được dạ. Đức giám mục giáo phận giới thiệu mình với lại Đức Giáo Hoàng. Rồi sau đó thì có các thợ ảnh đã chụp đấy, vâng, đã chụp để lấy ảnh lưu niệm. Nhưng mà lần đầu tiên gặp Đức Giáo Hoàng ở tại Vatican thì đi với đại đức cha cố Bartolomeo Sơn Lâm của giáo phận Thanh Hóa đấy, thì thấy ngài rất là một vị giáo hoàng rất là thánh thiện, vâng, rất là tuyệt vời, dạ, và ấn tượng nhớ mãi. Cho nên khi về đây xây dựng ở đây thì cái anh họa sĩ anh có sáng kiến như thế thì mình, vâng, thấy rất là hợp lý, vâng, và vì vậy mà cũng từ đó mà mình mới xây cái nhà thờ, cái nhà 6 tầng bên kia, vâng, là nhà khách Thánh Giáo Hoàng Giao Lô 2 là vậy. Lát chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nơi rất đặc biệt đó. Cha ơi, thế thì khi mà được gặp ngài và thấy cái sự thánh thiện của ngài chắc là cũng sẽ tác động rất là nhiều tới cái cuộc đời tu trì của cha, đúng không? Cái công cuộc mà dấn thân phục vụ Chúa của cha chứ. Ừ, thì đúng rồi. Thì tất nhiên cũng có tác động và có cảm hứng. Từ đó thì mình nhìn vào gương của ngài, mình dấn thân phục vụ. Dạ. Đấy mà bề trên lại cử cha đến làm cha xứ của một giáo xứ ven biển như thế này, nó có hai ý nghĩa rất là rõ, không biết con suy luận có đúng không? Một là cũng là nhiều giông bão, thứ hai nhưng lại cũng là nơi mà thể hiện rằng cái công cuộc truyền giao tin mừng rất là cần những con người ra khơi để truyền giao lời Chúa, đúng không? Với cha còn là cha tổng đại diện của giáo phận Thanh Hóa nữa. Thưa quý vị, nhân câu chuyện về những bức họa của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thì chúng ta trở lại với câu chuyện của anh chàng họa sĩ chính là người đã gợi ý cho cha là tại sao lại không thể hiện những bức họa về Đức Thánh Giáo Hoàng, đúng không? Và con nghĩ rằng nó như là một cái sự soi sáng của Chúa Thánh Thần vậy. Và chính cái việc những bức họa tại đây, những bức họa công giáo mà lại được vẽ bởi một anh chàng họa sĩ như cha đã gợi mở ban đầu là một họa sĩ lương giáo. Lương giáo. Cha ơi, quá đặc biệt ạ, cha có thể giới thiệu một chút với quý vị khán giả được không ạ? cái duyên nào lại có cái cuộc gặp tình cờ mà thú vị thế ạ? Về anh họa sĩ lương dân này thì mình không biết. Có một người khác giới thiệu. Nhưng mà trước đó thì mình tìm hiểu nhiều họa sĩ rồi. Vâng. Nhưng mà vẽ hình như không được. Dạ. Không, tức là không thể hiện được không đúng ý đầu mình mong muốn. Nó không có hồn. Vâng. Mà dù là họa sĩ công giáo đó nhưng mà không được. Thì gặp anh họa sĩ bên lương này thì anh nói là anh sẽ vẽ được. Sau đó thì mình phải thử anh 3-4 bức họa luôn. À. Vẽ Thánh Giuse, Đức Mẹ Bổng Chúa, rồi Tổng Thánh Hình Mê Kê. 3 bức không mất tiền. Vâng. Là phải để chuẩn chỉnh, sau đó thì mình mới đồng ý. Sau đó thì thấy có hồn, thấy được thì mình đồng ý cho anh vẽ. Vâng. Vẽ thì vẽ các bích họa thì mình phải sưu tầm các bích họa.
Rồi mình phải sắp xếp cho anh lên một cái demo. Vâng. Sau đó mình duyệt anh mới vẽ. Thì anh nói rằng là sau khi ra trường thì anh mua một cái cuốn hướng dẫn du lịch Roma 10 năm. Wow. Đến hôm khi gặp mình là 10 năm, 2018. Và không nghĩ một ngày lại đúng cần rồi. Cần đến đúng không? Nhưng mà anh ước ao vẽ tranh thời Phục Hưng. À. Anh chỉ ước ao vẽ được vẽ tranh thời Phục Hưng. Chắc là cũng hâm mộ Michelangelo. Đúng rồi. Vâng. Và vì đó, vì thế là tình cờ thì gặp anh thì bắt đầu là anh thể hiện. Anh nói là con ước ao vẽ lắm. Thì bây giờ con vẽ đẹp thì tiếp tục, còn không thì thôi. Thì cha thử 3-4 bước xong, cha thấy nó được thì cha đồng ý cho anh vẽ. Vâng. Vẽ từ 2018, vẽ 3 bích họa ngoài sảnh á. Dạ. Rồi sau đó là vẽ cho đến nay là đã 5 năm rồi, hơn 5 năm. Vâng. Thì mới kết thúc tháng 3 vừa rồi. Tức là bắt đầu từ năm 2019 á. 2019 đúng rồi. Vâng. Mới kết thúc tháng 3 vừa rồi, nhưng mà còn cái trần tháp chuông kia chưa vẽ được. À. Đó, nhưng mà đang để đó. Vâng. Vì kinh phí nó có hạn cho nên từ từ. Dạ. Về năm mùa hè từ từ. Nhưng mà anh này cũng có đặc biệt là anh bên lương, nhưng mà anh cũng có tâm hồn rất là đức tin. Vâng. Anh nói về cho con ngủ, con phải mơ Đức Mẹ này, mơ các thiên thần này, mơ về Chúa thì mới vẽ được. À, đây, mà nhiều khi biệt. Người Công giáo cũng không mơ chứ. Không, không. Và thì cha cũng nói bây giờ thôi, con cứ vẽ đi, xong rồi là sau này thì cha rửa tội luôn cho. Bây giờ còn hai ông bà già cho nên cũng hơi khó. Vâng. Sau này thì nói chung là rất là có thiện chí, vâng. Có thiện chí và rất là ước ao, mong muốn như thế. Nhưng mà mình từ nãy giờ mình đang hơi thiếu sót là vẫn chưa nói tên của người họa sĩ đấy ạ. À, anh ấy tên là Nguyễn Minh Quân. Vâng, anh họa sĩ Nguyễn Minh Quân. Dạ, vâng. Đấy. Và nếu như anh ấy mà là theo Công giáo thì theo cha là cha nên đặt tên thánh là gì ạ? Gioan Phaolô ạ. Thì nếu hay mà là không, nếu không thì lấy Gioan Phaolô 2. Vâng, cho anh thôi. Dạ, bởi vâng. Vì anh là có cái cảm cái hứng cảm mà. Hứng cho dạ. Mình về cuộc đời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2. Vâng. Đấy. Cái bích họa Trần Nhân Ngoại Sĩ Tin này, dạ. Là anh ấy đòi xin cho anh vẽ. Nếu không được thì xóa đi. À. Bởi vì cha thấy một người mà vẽ một bức trần như thế này gần 1.000 mét vuông thì vẽ cái gì? Mà làm giáo hết luôn. Vâng. Thì cha rất là sợ. Dạ. Nhưng mà anh mà không, cha cứ để con vẽ thử. Dạ. Chứ còn của cha đầu tiên là tức là nếu như không được là bảo anh sẵn sàng xóa đi. Đúng và rồi. Mình vẽ bức khác. Đúng rồi. Dạ. Chứ còn lúc đầu tiên thì cha chỉ có định làm trần giống trần nhà đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, con biết đấy. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Làm khung sơn son thiếp vàng và in ảnh rồi là đúng. Gắn vào các cái ô thôi. Vâng, vâng. Rất đơn giản. Dạ. Chứ không vẽ thế này. Dạ. Nhưng mà anh bảo thôi để anh vẽ thì cha để cho anh vẽ. Nhưng vâng. Mà thật sự anh vẽ rất là đẹp. Dạ. Sau đó là mình mới thấy là ơn Chúa xuống, ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho đây. Vâng. Anh vẽ rất là đặc biệt. 10 người đến đây, kể vâng. Cả họa sĩ Hà Nội, Sài Gòn ra đây cũng phải là nề phục luôn. Vâng. Đó là cái điều đặc biệt. Một người lương dân nhá. Dạ. Không có đức tin mà vẽ, nó thể hiện được một cái tâm hồn của thần người thái tuyệt vời quá. Đấy. Cái màu anh phối rất là tuyệt vời. Vâng. Rất là đẹp. Dạ. Ai đến đây, các đức giám mục, các linh mục đến đây đều trầm trồ, đều phải chấp nhận là cái minh họa, cái nước, cái cách phối màu của anh rất là phù hợp. Vâng. Rất là tân cổ điển, rất là thời Phục Hưng á. Dạ. Tranh thời Phục Hưng mà. Đấy, tranh thời Phục Hưng. Cho nên là cha cũng cảm ơn anh Nguyễn Minh Quân rất là nhiều. Một họa sĩ lương dân nhưng mà rất có thiện chí. Và mặc dù chưa được giữ tội nhưng mà rất có tâm hồn đức tin. Vâng. Và yêu mến Đức Mẹ, các thiên thần. Nói chung là rất là tuyệt vời. Vâng. Nói chung là cha nghĩ là mình thì nhỏ bé thôi, không có làm được cái gì đâu. Nhưng mà thấy Chúa làm hết mọi sự. Vâng. Chúa làm mọi sự. Cái công trình này là cha làm từ đến giờ. Vâng. Cha ơi, trước khi mà nói một chút về công trình thì con trở lại một chút với anh Nguyễn Minh Quân ạ. Mà bây giờ có thể tạm gọi vui là Michelangelo Minh Quân, hoặc là sau này hy vọng là có thể là Gioan Phaolô II Nguyễn Minh Quân thì tuyệt vời đúng không ạ? Thì con hơi thắc mắc một chút, đấy là như vậy là quá trình từ năm 2019 đến tháng 3 năm 2024 là anh ấy luôn vẽ ở trên một dàn giáo như vậy. Không, để, không. Hay là tức là từng công đoạn. Đúng rồi. Vâng. Cái trần nhà nguyện này City này anh vẽ trầm khoảng 1.5 năm. À, 1.5 năm. Thì tháo giáo. Vâng. Còn lại là đó là điều quan tâm. Thì là mình bác giáo đến đâu vẽ đâu bác giáo đến đâu thôi. À vâng vâng đó. Lâu nhất là cái nhà nguyện là cái trần nhà nguyện City này. Dạ vâng. Lâu nhất hơn 1 năm. Dạ. Hơn 1 năm. Lên nó ăn nhất là mùa hè thế này này. Vâng. Nóng lắm. Dạ. Lên nó là quạt. Và vì vậy mà cũng như Michelangelo đó, vẽ xong là mắt mờ này, vâng. Chân đi không vững này,
già yếu bệnh tật thì anh này cũng vậy, Vâng. là hít cái hóa chất của Đúng cái rồi. sơn ấy, Vâng. cho nên là nó bị ảnh hưởng tới sức khỏe Dạ. rất là nhiều. Cho nên là anh vẽ có đợt anh ốm cả tháng À. đấy là không vẽ nữa, rồi Vâng. phải nghỉ ngơi, rồi là chứ không phải vẽ liên tục đâu, Vâng. không có sức mà vẽ liên tục, Dạ. không sức vẽ liên tục. Đấy. Đó chính là con nghĩ rằng đúng là nhờ ơn Chúa, nhờ Đúng rồi, sự nhờ ơn soi sáng Chúa. của Chúa Thánh Thần mà có một cuộc gặp gỡ như vậy đúng không ạ? Tuyên Cương cũng xin được gửi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Minh Quân và xin Chúa ban nhiều hồng ân cho anh, và cũng rất hy vọng một ngày anh sẽ trở thành một người công giáo. Còn bây giờ thì trở lại với câu chuyện từ ý tưởng của cha cho đến việc xây dựng ngôi thánh đường này, thì lúc nãy con cũng chưa kịp hỏi cha là cha có nhờ kiến trúc sư nào thiết kế ngôi thánh đường này không ạ? Hay là mình cứ từng bước mình làm? Thì cái ngôi thánh đường này dài 50 mét, rộng 18 mét, Vâng. hai cái thánh giá rộng 24 mét, thì Và hai tháp ạ, hai tháp cao bao hai nhiêu? tháp. Thì đầu tiên thì ông kiến trúc ông kỹ sư Mikae Phụng ở Vâng. trong giáo phận Vinh vẽ kết cấu móng À. và tầng trệt. Vâng. Sau đấy thì cha thấy nó rất là phức tạp mà ông ấy vẽ thì không theo ý mình được, cho nên cha rút lui, cha bảo thôi để cha thanh toán tiền cho, thì Dạ. ông lấy 25 triệu À, dạ bản vẽ, vâng. 25 triệu. Vâng. Còn từ tầng trên trở lên thì cha tự nghĩ ra, sau đó có một chú chủng sinh là Phêrô Vũ Văn Bộ năm Vâng. 2018 giúp xứ đây, Vâng. thì chú vừa giúp xứ thì chú vừa vẽ, cha nói vẽ sao thì chú vẽ vậy, Dạ. và thợ thì cha bảo thợ làm y như vậy với người Vâng. khác, Dạ. chứ không có một cái bản vẽ hoàn chỉnh. Dạ. Đấy. Tức là cha cần tới là chú ấy là một kiến trúc sư Kiến đúng trúc không? sư đó. Chuyển tải thành con số hệ Đúng rồi, thống để đúng rồi. cho thợ triển khai được từ Đúng ý rồi. tưởng của cha. Đúng rồi, đúng Công rồi. trình cũng rất đặc Đúng biệt rồi, đấy đúng ạ. rồi. Dạ Cho vâng. nên chỉ mất có 25 triệu thôi, Vâng. chứ không có nhiều Không tiền. thể tin nổi thưa quý vị, một ngôi thánh đường như vậy mà chi phí thiết kế ban đầu chỉ 25 triệu, và thực ra cũng chỉ để cho tầng trệt thôi đúng Đúng không? rồi, nhưng mà Vâng. mình nghĩ đây là Chúa làm chứ Vâng. mình không làm được. À, vâng. Ngay cả chuyện về cuộc gặp gỡ có thể nói là bất ngờ với anh Nguyễn Minh Quân Đúng cũng là rồi, việc Chúa làm đúng đúng không? rồi, Chúa làm. Nhà thờ mình là sức chứa là được khoảng bao nhiêu người vậy cha? Khoảng ngồi hết thì khoảng 800 người. 800 người, con nghĩ cũng Cái rất năm là. 2022 đó, Vâng. tháng 9 đó, thì thường huấn ở đây 1.600 linh mục. 1.600 linh mục. 1.600 linh mục, Vâng. chia làm hai đợt. Dạ. Đợt đầu tiên là 800, đợt thứ hai 800 trong vòng một tuần ở đây. Và như vậy là đấy là sự kiện lớn nhất đến lúc này Đúng mà rồi, giáo xứ Sầm Sơn đăng cai phải không đúng ạ? rồi. Vâng. Cách đây cũng đã hơn 2 năm, 2025 là đúng 3 năm. Vâng. 3 năm thì thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội một lần. Dạ. Đó, thì năm tới không biết tình thế nào. Nhưng mà năm 2022 thì vinh dự cho Thanh Hóa, Sầm Sơn được Vâng. tổ chức thường huấn cho 1.600 linh mục. Nếu mà năm tới mà thường huấn phải tầm 2.000 linh mục Vâng. thì đông lắm, không biết tình thế nào. Nhưng mà khi đó chưa hoàn thành, Vâng. khi đó đang còn vẽ, đang còn dở dang nhiều, Vâng. nhưng mà bây giờ thì hoàn thành, hoàn chỉnh hết rồi, Vâng. hoàn chỉnh hết rồi. Nhưng con nghĩ rằng là ngoài những điều mà cha nói thì con nghĩ rằng đây còn là nơi gặp gỡ của đức tin, và còn là nơi mà chúng ta được sống những gì của giáo hội tầm thế kỷ 14, 15 đúng không? Thời kỳ phục hưng, nơi mà gọi là nghệ thuật thánh cũng thực sự lên ngôi. Và chúng ta ở một không gian như thế này, tại một giáo xứ ven biển như thế này, miền biển như thế này, chúng ta được sống trong điều đó thì đó là giá trị lớn nhất mà ngôi thánh đường này mang lại cho chúng ta. Lúc này thì Biên Cương đang cùng với cha Mikae Trịnh Ngọc Tứ, cha tổng đại diện của giáo phận Thanh Hóa, cha xứ của giáo xứ Sầm Sơn, tiến ra bên ngoài của nhà thờ rồi, và thấy mọi người thấy quy mô đẹp không ạ? Với những trụ đá, những cột trụ đá rất là lớn ở đây như cha đã giới thiệu. Nhưng con lại thực sự chú ý tới những bức bích họa ở trên trần ạ. Con thấy là những bức bích họa này hình như là màu nó lại nhợt nhạt hơn so với ban đầu, hình như là nó có một cái câu chuyện gì đó liên quan đến việc cha đã chia sẻ. Đúng rồi, thì vẽ từ năm 2019 và khi đó thì chưa có chống thấm, À. tháp chuông chưa có xây, Vâng. và vì vậy thì nước nó ngấm xuống, và À. sắp tới thì họa sĩ Minh Quân sẽ bảo trì À vâng. để bảo trì cho nó đẹp. Vâng. Như vậy là có phải đấy là những bức họa để giúp cho họa sĩ Minh Quân gọi là vượt qua vòng loại của cha vậy không Đúng rồi, phải thử tay nghề chứ, ạ? phải thử tay nghề. Ba bức họa này, bức Dạ. họa Giáng sinh, Vâng. rồi bức họa Ba Vua và Thánh nữ Cecilia, ba bích Đó. họa. Vâng, đó. Chúng ta thấy là những bức họa bên ngoài thì chắc là sẽ một ngày được họa sĩ Minh Quân sẽ thay thế vẽ lại đúng không? Còn đây là những bức họa đã giúp cho Minh Quân lọt vào vòng chung kết để trở thành người được Chúa trao gửi nhiệm vụ vẽ những bức bích họa ở đây ạ. Và đây con thấy là có hai vị thánh tử đạo rất là nổi tiếng của Thanh Hóa phải không cha? Đúng rồi,
Thánh Lê Bảo Tịnh. Dạ. Thánh Lê Bảo Tịnh quê ở như giáo xứ Trinh Hà. Vâng. Giáo phận Thanh Hóa. Còn bên đây là Thánh Nữ Lê Thị Thành. Thì sinh ra ở như Hà Trung Thanh Hóa nhưng mà lấy chồng ra Phúc Nhạc Phát Diệm. Vâng. Sinh sống ở đấy. Nhưng vâng. mà tử đạo thì giáo phận Thanh Hóa đưa về để tôn kính Thánh Nữ. Vâng. Vâng, cha ơi, một ngôi thánh đường như vậy thì con không biết là có quá tế nhị không, mà nếu không quá tế nhị thì cha có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là tổng chi phí để xây dựng ngôi thánh đường này là bao nhiêu được không ạ? Ngôi thánh đường này tổng chi phí cho đến bây giờ khoảng 9 triệu đô. 9 triệu đô, tức là khoảng 200 tỷ ạ? Hơn 200 tỷ. Hơn 200 tỷ. Và cái nguồn kinh phí thì giáo dân người ta dâng cúng đóng góp. Ngoài ra thì các cha còn đi xin ở nơi này nơi kia trong nước nước ngoài. Vâng. Rồi nhiều những nguồn kinh phí từ các anh chị em du lịch á. Dạ vâng. Hè đến đây dạ. đi tham quan du lịch, tắm biển rồi hành vâng. hương cũng mỗi người góp một bao xi, viên đá, bao viên gạch để xây dựng. Vâng. Giáo dân thì cũng rất là nhiệt tình, rất là nhiệt huyết. Rất là tuyệt vời. Vâng. Họ rất là hy sinh. Dạ. Có điều là có những gia đình mà khó khăn không có tiền thì họ đóng góp bằng công sức. Vâng. Rồi có những gia đình nào có khả năng thì người ta dâng tiền nhiều hơn. Vâng. Nhìn chung là giáo dân Thần Sơn là rất là tuyệt vời bởi vì họ hy sinh hết mình vì ngôi nhà thờ đá này. Vâng. Và cha cũng kêu gọi là tất cả vì nhà thờ Thần Sơn. Vâng. Cho nên mọi sự là đều hy sinh nhất cho nhà thờ Thần Sơn. Vâng. Và thậm chí cái kinh phí cũng nhờ cái vấn đề đi lấy phế liệu á. Vâng. Phế liệu của bé trai đấy đúng không? Bé trai vâng. nhà nghỉ nhà hàng vân vân của giáo vâng. dân dựng dần dần. Rồi vâng. cũng thành hoàn thành, đó là nhờ ơn Chúa, từ khởi sự đến hoàn thành đều nhờ ơn Chúa hết. Tất cả là nhờ ơn Chúa. Đúng rồi. Nhưng mà có người lương dân nào ở đây đóng góp không cha? Có một người lương dân đóng góp cái quả chuông bên này này, à. Quả chuông 1 tấn. Vâng. Thì 800 triệu. Vâng ạ. Tuyệt vời. 1 tỷ thì giáo dân phải bỏ vào 200 triệu. Vâng, vâng. Tiền thuế, tiền vận chuyển. Vâng. Nhưng mà riêng ông ấy thì là 800 triệu, người lương dân. Dạ vâng. Ông là người lương dân sùng bên Phật. Vâng. Chuyên đúc chuông cho nhà chùa. À, dạ vâng. Thế có một bạn đi học về, đi lính về thì mới nhã ý với ông ấy thì ông đồng ý dâng cho cái chùa. Vâng. Chuông làm từ bên Pháp. Tuyệt rất vời. Là kêu, vâng. rất là kêu, rất là tốt. Những chia sẻ tuyệt vời của cha Mika, chị Ngọc Tứ ạ, quý vị thấy đấy, một công trình được tạo nên bởi lời cầu nguyện, bởi sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, nhưng cũng cả những đóng góp vật chất của những người giáo dân nơi đây với khoảng 50% chi phí cùng với các ân nhân và thậm chí là cả đóng góp của một người lương dân nữa. Tất cả mang đến cho chúng ta ngôi thánh đường đặc biệt này. Và cho đến nay thì còn khoảng 6 tỷ nữa à. Để trả nợ chết công trình này. Dạ vâng. Bởi vì làm với khuôn viên rồi tượng đài thánh tâm vân vân thì dạ vâng. nó cũng hết nhiều tiền. Nhưng mà so với cái số nợ với cái số mà mình tổng chi phí thì nó cũng là ít. Vâng. Có 6 tỷ thì cũng trả nợ dần dần rồi cũng hết. Vâng. Như vậy là vẫn còn một cái nỗi lo 6 tỷ, tuy là cũng không nhiều so với cả một công trình nhưng cũng đúng. Là một cái điều mà cha và cộng đoàn ở đây cũng vẫn phải băn khoăn đúng không ạ? Cũng hy vọng rằng khi quý vị theo dõi video này, nếu quý vị có một sự quan tâm và muốn chia sẻ với cha Mike, chị Ngọc Tứ cũng như là giáo sư Sầm Sơn thì chúng ta cũng có thể có những sự ủng hộ. Bởi vì bên Cương cho rằng ngôi thánh đường này không chỉ đơn giản là một ngôi thánh đường công giáo, không chỉ đơn giản là nhà thờ của giáo sư Sầm Sơn mà nó còn là điểm đến ở một thành phố biển, thành phố du lịch như thế này thì con nghĩ rằng cần sự chung tay. Mặc dù đến giờ thì sự chung tay đó rất là tuyệt vời rồi nhưng mà có lẽ vẫn cần thêm cái sự chung tay vì sau này những bức tranh, những bức bích họa rồi nhiều thứ vẫn cần phải duy trì, vẫn phải bảo dưỡng đúng không? Vâng, cho nên cũng là cần sự chung tay đó trong một quá trình dài và mong mọi người sẽ cùng hiệp hành trong công cuộc duy trì cũng như là bảo dưỡng ngôi thánh đường để làm sao ngôi thánh đường này vẫn mãi là một điểm đến tại thành phố biển Sầm Sơn. Cương xin phép cùng với cha Mike tiếp tục hành trình với những công trình xung quanh ngôi thánh đường ạ. Đây cũng là một tòa nhà con thấy nó cũng được xây dựng rất là đầu tư ấy cha. Đây là ngôi trường giáo lý của giáo xứ gồm có 3 tầng. Vâng ạ. Thì dành để đào tạo đức tin cho con em. Vâng. Ở đây thì có 14 lớp giáo lý. Dạ. Là học từ tháng 9 cho đến tháng 5.
Vâng. Và mùa hè thì dành để đón tiếp các anh chị em giáo dân du lịch ở các giáo xứ miền Bắc về đây để đi nghỉ ngơi, rồi tỉnh tâm, vân vân. Vâng. Thì sức chứa của cái nhà này tầm khoảng 300 người một lúc. À. 300 người. Từ có những đoàn tầm 200, 250, 300 người. Vâng. Thì có nơi để cho đón tiếp anh chị em giáo dân. Vâng. Thay vì ra ngoài ở thì nó mắc tiền. Vâng. Rất là khó khăn. Thì mình giáo xứ mình đón tiếp. Dạ vâng. Anh chị em giáo dân. Một ý tưởng tuyệt vời ạ. Tức là vẫn là nơi dạy giáo lý như là trong năm học đúng không? Đúng từ rồi. Tháng 9 đến tháng 5. Và sau đó là những tháng hè thì dành cho bà con giáo dân đúng thì rồi. Cha cũng tâm tình hiểu rằng đôi khi nhiều bà con giáo dân muốn đi biển nhưng mà đúng cái điều kiện kinh tế nó đúng cũng rồi. Không được như ý đúng không? Đúng rồi. Cho nên đây là nơi mang đến cho một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Đúng 300 rồi. Người có thể ở đúng một tòa nhà này. Đúng dạ. Rồi. Thế thì con nghĩ đây chắc sẽ phần có cả thêm những lựa chọn khác như lúc nãy cha nói về nhà khách Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá. Cảm ơn cha. Wow, một khung cảnh rất là tuyệt vời ở thành phố biển Sầm Sơn. Và lại là một hình ảnh tất cả chúng ta đều yêu mến Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Ở hai bên là các thiên thần ạ. Vâng, và đây có phải là nhà khách Đức Thánh Giáo Hoàng không cha? Đây là nhà khách Thánh Giáo Hoàng mà có nhiều người ngộ nhận là hotel hay nhà nghỉ. Mình khẳng định một điều, đây là nhà khách Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Vâng. Là cái nơi để đón tiếp các giám mục, linh mục, năm tư tu sĩ. Vâng. Đó là điều chính yếu. Vâng ạ. Ngoài vâng. ra thì còn cho giáo dân. Vâng. Để đến có nhu cầu thì đến nghỉ ngơi, tĩnh vâng. tâm. Dạ. Dạ. Như vậy là gần như là một quần thể con thấy là cũng không phải quá lớn nhưng cũng rất là đầy đủ đúng không? Một nơi để chiêm ngắm nghệ thuật và đặc biệt là để cầu nguyện cũng như là tham dự vào những giờ mục vụ cũng như là những cử hành phục vụ của giáo hội và vẫn có cả những sự lựa chọn cho các đấng các bậc cho giáo dân để có thể có thời gian nghỉ ngơi và cầu nguyện thì con nghĩ rằng quá chu đáo rồi ạ. Đến với giáo xứ Sầm Sơn gần như là có tất cả rồi thưa cha. Nhà khách này được xây dựng khởi công thứ tư lễ cho năm 2020 đúng năm Covid vào tháng 10 2023 thì hoàn thành và gồm có 6 tầng gồm 40 phòng tân cổ điển, có một hội trường của Thánh Giáo Hoàng, có một phòng khách và một phòng ăn VIP và có một thang máy và 6 tầng thì đấy có 40 phòng tân cổ điển dành cho quý khách, cho các đức cha, các cha, các linh mục, các nam nữ tu sĩ vân vân để giáo dân nữa đến đây để nghỉ ngơi. Thì mùa hè thì nhiều anh chị em giáo dân đến đây để đi tắm biển, nghỉ ngơi, rồi có đoàn hành hương. Có đoàn hành hương sắp tới thì có mấy đoàn hành hương Hà Nội này, các đoàn Francisco Thái Hà, rồi là những người xa quê ở như Thái Hà, Xuân Dục, Bùi Chu, rồi vân vân. Thì cũng về đây để tĩnh tâm trong một ngày hay ở lại một đêm, sang ngày sau là về ở nhà các Thánh Giáo Hoàng và sinh hoạt ở đây, đồng thời đi tắm biển luôn. Đấy, kết hợp công đôi hai việc. Vâng. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Đôi khi để tỉnh thức được cũng phải cần cà phê đấy đúng không quý vị? Wow. Chào anh em. Toàn gương mặt quen thuộc này. Anton Studio đúng không? Sense. Hình như đội này là đội sản xuất sám hối đấy à? Sám hối suốt từ đợt đấy đến vẫn sám hối ngày nào cũng sám hối. Muốn sám hối là phải uống cà phê tỉnh thức để sám hối đúng không? Giám đốc Thiện Trần thấy cà phê ở đây thế nào? Cà phê ngon nhưng mà có thể làm ngon hơn nữa nếu mà bạn ấy lấy rẻ hơn tí nữa. Xin chào toàn anh em nghệ sĩ của Anton Studio. Đấy, hình như đây là có cả màn hình TV để xem đá bóng này. Thấy anh Cương ở trên đấy suốt anh ạ. À thế à? Vâng. Thấy anh trên này à? Anh thấy anh Cương không? Sao cái quán cà phê này, quán cà phê này bê được cả anh về đây à? Thực ra thì vui vui một chút với anh em nghệ sĩ của Anton Studio như vậy thôi. Chứ còn đây là một quán cà phê của nhà thờ giáo xứ Sầm Sơn. Và có lẽ Biên Cương cho rằng một không gian mở ở một thành phố biển, một thành phố du lịch như thế này thì một quán cà phê bên cạnh một ngôi thánh đường không chỉ cho bà con công giáo mà còn cả cho những bà con không công giáo đến đây để có dịp vừa là thư giãn vừa là cảm nhận bầu không khí cũng rất là tuyệt vời. Còn với anh em ca đoàn, với các hội đoàn và anh em nghệ sĩ có một không gian để vừa bàn bạc, quay MV rồi là lên chương trình cũng rất là lý tưởng. Cho nên Minh Cương cho rằng đây là một không gian rất là tuyệt vời của nhà thờ giáo xứ Sầm Sơn. Nhưng suy cho cùng thì chúng ta vẫn phải thực tế một chút, đây là
là một quán cà phê thì đến cà phê đó như thế nào, uống ra sao cũng là điều quan trọng đúng không ạ? Thử tìm hiểu xem, được không ạ? Em ơi, cà phê đây thế nào đấy? Cà phê em có đủ loại luôn này ạ. À thế à? Vâng, như vậy là Sầm Sơn Just Coffee. Cà phê của mình là đủ loại đúng không? Dạ, vâng. Ở đây loại gì là ngon nhất đấy? Dạ, bên em có dòng cà phê của Colombia, dòng cà phê máy ngon nhất ạ. À, thế thì cho anh một ly cà phê máy nhá. Dạ, vâng. Ở đây thì là chắc là ngoài bà con giáo dân đi lễ, rồi là anh em trong các hội đoàn thì mình cũng phải đón tiếp cả những bà con không công giáo chứ đúng không? Dạ, vâng, đúng. Cái này là mình quán ở bên phần này sẽ là phục vụ tất cả mọi người đến tham quan và đi du lịch ạ. À, đây là một không gian mở đúng không? Anh thì cũng chưa thấy ở đâu nhiều những quán cà phê bên cạnh những ngôi thánh đường như thế này. Mặc dù đây là một điều rất là phổ biến ở những nhà thờ tại châu Âu. Cho nên là anh nghĩ rằng đây là một sự kết hợp rất là tốt. Cảm ơn em và nhớ cho anh một ly cà phê ngon nhất của Colombia nhé. Quý vị thân mến, Sầm Sơn Just Coffee là một nơi để đến, để thư giãn, để thưởng thức, nhưng cũng là nơi để đôi lúc refresh lại tâm hồn một chút. Bên Cương cảm nhận thấy điều đó rất là rõ tại một quán cà phê bên cạnh một ngôi thánh đường là một nhà thờ đá ở một thành phố biển như này, thực sự là hết sức thú vị. Chúng ta đang đứng ở bên ngoài khuôn viên của nhà thờ và đây là hình ảnh linh đài Đức Mẹ. Thế như qua những thông tin con cập nhật từ giáo xứ mình thì linh đài Đức Mẹ này cũng mới được làm phép phải không cha? Đúng rồi. Ngày 25 tháng 4 thì Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, vâng, Tổng giám mục giáo hội Vạn Huế về đây để làm phép linh đài Đức Mẹ, để khánh thành được mấy tuần. Vâng ạ. Mấy tuần. Cũng là để chuẩn bị cho đúng tháng 5 là tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Đúng rồi. Dạ. Và Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh cũng là người đã cử cha về giáo xứ này đúng không? Đúng rồi, bài sai về đây. Ngài đang là Tổng Giám mục của Tổng giáo phận Huế, nhưng Ngài là một người con ưu tú của giáo phận Thanh Hóa. Và có lẽ con mời cha sẽ đến một nơi phù hợp nhất trong cái video ngày hôm nay. Bởi vì đó chính là một bức tượng về mặt hình ảnh thì rất là vĩ đại. Về mặt ý nghĩa thì chắc chắn là gắn liền với lịch sử của giáo xứ Sầm Sơn đúng không? Đúng rồi. Chúng ta đang đến với tượng Thánh Tâm Chúa Giê-xu và đồng thời cũng là tước hiệu của nhà thờ đá Sầm Sơn ạ. Một bức tượng hết sức là tuyệt vời của Thánh Tâm Chúa Giê-xu ạ. Con nghĩ rằng cha muốn gửi gắm rất là nhiều tâm tình từ bức tượng này đúng không? Ngày xưa thì giáo xứ Sầm Sơn lấy Thánh Tâm Chúa Giê-xu là bổn mạng. Vâng. Nhưng sau gần đây thì luật phục vụ không cho phép nhận Chúa làm bổn mạng, chỉ có thánh thôi. Vâng. Cho nên đó thì thời cha tiền nhiệm và Phêrô Nguyễn Ngọc Vinh xin với Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh là nhận các thánh từ ở Việt Nam là bổn mạng giáo xứ và không nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu nữa. Đấy. Nhưng mà Thánh Tâm Chúa Giêsu được có từ ngày thành lập giáo xứ. Cho nên vì vậy mà cha lấy Thánh Tâm Chúa Giêsu là tước hiệu nhà thờ đá Sầm Sơn. Vâng. Để ngài bảo trợ cho giáo xứ và cho nhà thờ đá. Và vì vậy mà cha mới làm cái tượng Thánh Tâm đây để đặt ở đây và nhìn ra ngã tư. À, dạ vâng. Để cho mọi người giáo dân du lịch đến đây thì sẽ nhìn thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn. Vâng. Đấy. Và khi khách du lịch đến đây thì có nơi để cầu nguyện. Vâng. Và còn chụp hình với lại Thánh Tâm với lại nhà thờ, nó rất là cái view rất là đẹp. Vâng. Cho nên rất là phù hợp. Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu con nghĩ cao bao nhiêu mét vậy cha? Rất là lớn. Cao 8 mét. Cao 8 mét. Cao 8 mét, không vâng. Tính đế. Dạ. Và một gia đình người ta dâng. À. Cái tượng này có trị giá cả đế cả tượng là 700 triệu. 700 triệu. 700 triệu. Và ở đâu làm vậy ạ? À, nghệ nhân Đà Nẵng. Vẫn là nghệ nhân cùng Đà Nẵng. Cùng làm với bàn thờ. Vâng. Với tượng Thánh Phêrô Phaolô trong bàn thờ đó. Thì dạ. Đà Nẵng làm. Vâng ạ. Cha nói rất là hay khi mà cha đặt tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu tước hiệu của nhà thờ giáo xứ ở đây. Nhìn ra ngã tư thì con nghĩ rằng nó như là một lời mời gọi mọi người từ bốn phương cùng đến đây với ngài, giống như cái lời ở đây rất hay ạ, hãy đến với ta, đúng không? Vâng, và cha vừa nói đến lịch sử của giáo xứ thì năm nay 2024 như cũng là kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ phải không cha? Giáo xứ thành lập năm 1924 thì vâng. Năm nay có thể là kỷ niệm tròn 100 năm. Lời cuối cùng trong video ngày hôm nay cha cũng muốn nói điều gì với những quý vị đang theo dõi video ngày hôm nay qua cái hành trình rất là tuyệt vời đã trải nghiệm cùng cha hôm nay không ạ? Thưa các thầy, xin cảm ơn MC Tạ Biên Cương, cảm ơn tất cả các quý ông bà anh chị em đã theo dõi cái video chiều hôm nay
giới thiệu về nhà thờ Thẩm Sơn. Nhà thờ Thẩm Sơn sẽ luôn luôn là điểm nhấn du lịch tâm linh để anh chị em đến đây để có thể là nghỉ mát tắm biển và đồng thời cũng có thời gian để mà cầu nguyện tĩnh tâm với Chúa ở trong ngôi thánh đường nhà thờ đá này. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận Thanh Hóa nói chung, khách riêng cho giáo xứ Thẩm Sơn, cho mọi người trong giáo xứ Thẩm Sơn này luôn luôn là sống đức tin và loan báo tin mừng ở một cái thành phố du lịch biển như thế này. Quá tuyệt vời ạ. Chúng con xin cảm ơn cha Mikael, chị Ngọc Tứ, cha tổng đại diện của giáo phận Thanh Hóa, cha xứ của giáo xứ Thẩm Sơn đã cho chúng con trải qua một hành trình trải nghiệm hết sức là tuyệt vời tại ngôi thánh đường mà như Viên Cương đã giới thiệu ban đầu, giống như một phiên bản nhà nguyện Sistine ngay tại phố biển Sầm Sơn. Một trải nghiệm hết sức ý nghĩa và một trải nghiệm với những thông điệp rất là rõ ràng từ ngôi thánh đường nhà thờ đá này. Con biết rằng trong một năm kỷ niệm 100 năm như thế này, và con biết rằng tại nơi đây thì bà con giáo dân cũng chỉ chiếm một tỷ lệ rất là nhỏ, hôm nay cha nói là hơn 2.000 thôi đúng không? Thì ở một thành phố như thế này thì cũng chỉ là như muối bỏ bể thôi. Nhưng dù là ít thì trách nhiệm của mỗi một người công giáo vẫn luôn là đó là muối men cho đời. Và hy vọng rằng cái công trình này cũng sẽ góp phần tạo nên muối men cho đời đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh YouTube Bình Luận Viên Tạ Biên Cương Khám Phá Trải Nghiệm. Cảm ơn cha Mike rất là nhiều và xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành cùng cha để cha có thể tiếp tục thực hiện thêm những công việc góp phần xây dựng nhà Chúa nơi trần gian. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cha Mike, chị Ngọc Tứ, cha tổng đại diện giáo phận Thanh Hóa, chính xứ Sầm Sơn, quý cha, quý thầy, quý sơ, các hội đoàn của giáo xứ Sầm Sơn, những hình ảnh và sản phẩm âm nhạc của Anton Studio, giám đốc âm nhạc Thiện Trần và Tigap Media đã hỗ trợ để chúng con hoàn thành video giới thiệu về nhà thờ đá giáo xứ Sầm Sơn.